Sáng nay, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã dẫn đầu đoàn công tác của Công an thành phố đến gặp mặt, thăm hỏi và động viên những già làng, trưởng bản, người có uy tín ở các thôn tại làng Giàng Bí của xã Hòa Bắc và thôn Phú Túc của xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên bày tỏ niềm vui mừng và đánh giá cao vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín tại địa bàn hai xã Hòa Bắc và Hòa Phú khi đã am hiểu và xây dựng được mối liên hệ chặt chẽ trong dòng họ, cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn cũng luôn phát huy được vai trò gương mẫu và đi đầu trong việc vận động người dân tích cực xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng, giúp đỡ lực lượng công an xã, chính quyền các cấp phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mong muốn thời gian tới, các già làng, trưởng bản, người có uy tín của hai xã sẽ tiếp tục là cầu nối, vận động, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Cơ Tu hiểu và chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xây dựng gắn kết chặt chẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dịp này, Công an thành phố cũng tặng nhiều giấy khen và phần quà cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, đồng bào dân tộc Cơ Tu ở huyện Hòa Vang vì những thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố.